và các bạn thân mến, polyp túi mật hay còn gọi là u nhú niêm mạc tuyến túi mật là tổn thương dạng u hoặc giả u trên bề mặt niêm mạc túi mật. Cùng với sỏi túi mật và viêm túi mật, polyp túi mật xuất hiện khá phổ biến và thường gặp ở người trưởng thành. Vì vậy, khi bị polyp túi mật, bệnh nhân cần đi khám thường xuyên để theo dõi diễn biến của bệnh. Vậy có những dấu hiệu nào cho biết bệnh nhân bị polyp túi mật? Và khi bị polyp túi mật, bệnh nhân cần phải làm những gì? Hãy cùng theo dõi chuyện cùng bác sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Đồng hành cùng chương trình, xin giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Phạm Việt Hùng, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Minh Phượng. Xin kính chào các quý vị khán giả. Cũng xin lưu ý là quý vị khán giả có thể xem lại chương trình và đặt câu hỏi tư vấn tại fanpage Sức khỏe Quảng Ninh và địa chỉ email chuyencungbacsi.qmg@gmail.com. Trước khi có cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Phạm Việt Hùng, chúng ta cùng theo dõi một số ý kiến của người dân. Tôi nghĩ đấy là cái bệnh ở trong mật, là có những cái u nhỏ nó xuất hiện ở trong túi mật. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bệnh polyp túi mật. Căn bệnh đấy nó là tạo những cái u nhỏ trong túi mật và nó có lành tính và ác tính. Polyp túi mật là với cái bệnh mà có những cái u nhỏ có thể là lớn mọc ở trong cái túi mật, gây nên cái tình trạng có thể là dẫn đến tắc cái mật không thể đi xuống được cái đường tiêu hóa. Qua clip vừa rồi thì có thể thấy rằng là không phải ai cũng biết về căn bệnh polyp túi mật. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ là polyp túi mật là gì và nguyên nhân do đâu mà chúng ta mắc phải căn bệnh polyp túi mật? Polyp túi mật là một bệnh lý lành tính. Thì bên trong niêm mạc túi mật có những cái u nhỏ, đây thường là cái u nhú có liên quan đến cái sự chuyển hóa của túi mật. Polyp túi mật có thể có một cái hoặc là có nhiều cái ở trong túi mật. Nhưng về cái nguyên nhân tại sao lại hình thành polyp túi mật thì hiện nay vẫn còn tranh cãi, chưa rõ nguyên nhân nào là nguyên nhân chính. Nguyên nhân thì chưa được xác định chính xác là do đâu mà polyp túi mật lại hình thành trong cơ thể người bệnh. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những đối tượng nào có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh này? Polyp túi mật thì thường hay gặp ở những người trưởng thành, đặc biệt là những người càng cao tuổi thì số lượng và cái tình trạng phát hiện càng ngày càng nhiều. Và bệnh có liên quan đến một số các tình trạng, ví dụ như viêm túi mật, bệnh lý sỏi túi mật hoặc là có các bệnh lý gan mật thì hay gặp hơn. Ngoài ra bệnh lý khối u nói chung thì cũng thường gặp ở những người sức đề kháng của cơ thể kém, ví dụ như bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, ví dụ bệnh nhân bị viêm gan, bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh nhân là người già yếu. Đấy là từ những bệnh nhân này rất dễ có thể phát triển thành những cái khối u, trong đó có bệnh lý polyp túi mật. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là người già, người có chức năng gan mật kém và người bị béo phì thì rất dễ mắc phải căn bệnh polyp túi mật. Vậy khi mắc bệnh thì bệnh nhân sẽ có những biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ? Đa số các bệnh nhân bị polyp túi mật không có biểu hiện lâm sàng. Phần lớn các bệnh nhân đến khám phát hiện là polyp túi mật chủ yếu dựa vào khám định kỳ và khám bằng dưới siêu âm. Một số bệnh nhân có biểu hiện của lâm sàng, ví dụ thường là có biểu hiện của viêm túi mật. Bệnh nhân có thể có những dấu hiệu của đau ở vùng dưới sườn phải. Một số trường hợp viêm có thể biểu hiện sốt hoặc không sốt, có những trường hợp có thể có rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, những triệu chứng này thì có thể là lẫn với nhiều bệnh khác. Do vậy thì phần lớn cái việc phát hiện ra polyp túi mật chủ yếu dựa trên siêu âm phát hiện. Như vậy là polyp túi mật thì không có những triệu chứng rõ ràng mà người bệnh chỉ có thể phát hiện ra khi mà đến khám tại các cơ sở y tế. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ là căn bệnh này có nguy hiểm hay không? Polyp túi mật là bệnh lành tính. Do vậy thì nó thông thường polyp túi mật sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hiện tại cũng như là về tương lai. Thế tuy nhiên là polyp túi mật là một dấu hiệu để cho mình cảnh giác về một căn bệnh khác, đó là bệnh lý về ung thư túi mật. Ung thư túi mật là một căn bệnh nguy hiểm và việc điều trị mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng hiện nay thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Ung thư túi mật có thể phát triển từ polyp. Khi mà bị ung thư túi mật thì cái phương pháp điều trị sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Do vậy thì việc phát hiện và khám định kỳ cũng như là để chẩn đoán sớm tình trạng trước khi bệnh lý polyp chuyển thành ung thư trở nên rất quan trọng và khuyên mọi người nên quan tâm đến căn bệnh này và đi khám thường xuyên để kịp thời phát hiện.
Phần lớn polyp túi mật là lành tính, chỉ có một số ít là gây biến chứng và nguy hiểm hơn là tiến triển thành ung thư. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể ngăn ngừa được những polyp này trở thành những polyp ác tính, thưa bác sĩ? Ung thư túi mật thì có mối liên hệ với lại các polyp. Đặc biệt là cần quan tâm những các polyp, thứ nhất là về kích thước. Những polyp mà kích thước trên 2 cm, tỷ lệ ung thư là khá cao. Vậy cái tỷ lệ cần phải điều trị ngay. Trong trường hợp mà polyp từ 0,6 cm trở lên, là nếu phát triển nhanh thì cần phải theo dõi sát và cũng nên có chỉ định điều trị sớm với những trường hợp này. Còn những trường hợp những polyp có kích thước nhỏ hơn thì cũng cần phải theo dõi và bằng cách là siêu âm định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm siêu âm một lần. Đối với trường hợp polyp thì polyp, số lượng polyp cũng là một giá trị. Polyp nhiều polyp, đa polyp thì thường thì tỷ lệ ung thư ít hơn là trường hợp có một polyp đơn độc. Thứ hai về hình thái polyp thì những polyp mà có chân to thì cũng có nguy cơ về mặt ung thư cao hơn những cái trường hợp các polyp có cuống. Do vậy thì cái việc mà kích thước của hình thái cũng như số lượng polyp là cái yếu tố mà để lựa chọn cái phương pháp điều trị nên phẫu thuật sớm hay là tiếp tục để theo dõi. Với nền y học hiện đại như ngày nay thì người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm trong việc làm phẫu thuật. Vậy còn để phòng ngừa căn bệnh polyp túi mật thì chúng ta cần phải làm những gì, thưa bác sĩ? Bệnh lý polyp túi mật khá phổ biến và hiện nay cũng chưa tìm ra được cái nguyên nhân tại sao polyp hình thành, phát triển. Tỷ lệ polyp túi mật tăng ở những người cao tuổi, những người béo phì hay những người có những bệnh rối loạn chuyển hóa về gan, những người có bệnh lý đường mật, sỏi mật thì tỷ lệ này cao hơn so với những người bình thường. Do vậy việc phòng ngừa bệnh lý polyp túi mật chủ yếu là điều trị các căn bệnh kể trên. Thế ngoài ra thì việc ăn uống khỏe mạnh, luyện tập thể dục thể thao để phòng ngừa các căn bệnh trên cũng như là nâng cao sức đề kháng của cơ thể thì việc theo dõi, phát hiện sớm và điều trị định kỳ, khám định kỳ để chẩn đoán sớm polyp túi mật là việc cần thiết đối với người bệnh nếu chẳng may mắc bệnh cái bệnh này. Khám sức khỏe định kỳ, ăn uống một cách khoa học là cách tốt nhất để phòng tránh căn bệnh túi mật. Vậy còn với những bệnh nhân bị polyp túi mật cần có chế độ dinh dưỡng sao cho hợp lý? Để tiếp tục, mời quý vị theo dõi mục Góc chuyên gia để lắng nghe những câu hỏi của khán giả gửi về chương trình. Một khán giả là ông Lê Minh Sơn ở phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh có hỏi: "Xin hỏi bác sĩ là tôi bị polyp túi mật đã 2 năm nay, tôi cần có chế độ ăn uống như thế nào để phòng tránh polyp tăng kích thước?" Hiện nay thì cũng chưa có một cái nghiên cứu nào để chứng minh là một số những cái chất ở trong thức ăn làm cho polyp tăng kích thước hay là ung thư hóa. Thế nhưng mà cái bệnh polyp túi mật có liên quan nhiều đến bệnh lý về gan mật. Thế vậy bác cần có một chế độ ăn uống hợp lý và để tăng cường chức năng của gan mật. Ví dụ như bác nên hạn chế các chất làm hại cho gan, ví dụ như là về bia rượu và bia rượu, thuốc lá, tăng cường các loại thực phẩm có nhiều vitamin, ví dụ như các loại rau xanh, loại hoa quả. Xin được hỏi bác sĩ là những bài thuốc nam thì có thể ngăn ngừa polyp túi mật tăng kích thước hay không? Đây là câu hỏi của ông Trần Thanh Liễn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Về hiện nay thì cái cơ chế mà hình thành polyp túi mật cũng như là cơ chế tại sao polyp túi mật lại phát triển nhanh và ung thư hóa thì đến nay vẫn chưa biết. Do vậy thì cái phương pháp mà để phòng ngừa cái tình trạng này hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Do vậy thì thuốc nam thì thường là sẽ không có tác dụng trong cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị cũng như là để mà phòng ngừa cái bệnh lý về polyp túi mật. Do vậy thì cái trường hợp là các bác nên khi đã bị polyp túi mật thì nên được khám và được theo dõi định kỳ bằng các phương tại các cơ sở y tế thì có tác dụng sẽ tốt hơn là mình dùng thuốc nam để điều trị căn bệnh này. Quý vị và các bạn thân mến, polyp túi mật là một bệnh lý phổ biến có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cho dù có đến hơn 90% là những polyp lành tính, nhưng vẫn có một tỷ lệ nhỏ polyp tiến triển thành ác tính. Do đó, thay vì chờ đợi polyp tự biến mất, hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để giảm rủi ro cho mình. Hy vọng những kiến thức mà bác sĩ Phạm Việt Hùng chia sẻ trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn biết cách ngăn ngừa cũng như là phòng tránh căn bệnh polyp túi mật.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.